Ta bắt đầu học nhá. Hôm trước là các con đã học mà đến những cái lệnh của cái phần gọi là cảm biến sensing. Đấy. Thì chúng ta học được một số lệnh thôi. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp một số lệnh khác nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ học đến một cái lệnh rất quan trọng ở trong cái trong vẫn ở trong cái nhóm lệnh cảm biến, nhưng mà cái lệnh này là rất đặc biệt nhá. Tức là gì? Tức là cái lệnh mà các nhân vật ấy sân khấu sẽ tương tác với chúng ta, tương tác với người dùng, tương tác với người mà lập trình, những cái người đang dùng phần mềm ấy. Đấy, thì đó là những cái lệnh là nhân vật có mail chẳng hạn hỏi chúng ta và chúng ta sẽ trả lời thông qua bàn phím. Thì cái đó là được gọi các cái lệnh là tương tác giữa giữa nhân vật và người sử dụng, được chưa? Đấy, thì chúng ta học những lệnh đó, thì lệnh những lệnh này cũng nằm ở trong cái nhóm lệnh cảm biến. Thì đó là cái chủ đề chính của buổi hôm nay nhá. Các con chú ý lắng nghe này. Chúng ta vào cái sensing và chúng ta kéo thả ra cái lệnh, nó lệnh gọi là ask. Đó, lệnh này này. Nhá. Lệnh là hỏi. Tiếng Anh là hỏi và trả lời. Hỏi và chờ. Và chúng ta kéo theo nữa cái biến nhớ hệ thống có tên là answer. Anh là cái câu trả lời. Anh là cái gì? Thì cái lệnh này là cái lệnh như sau này. Đây là cái lệnh mà nhân vật sẽ hỏi, đưa ra một câu hỏi cho người dùng và cho chúng ta, và chúng ta sẽ gõ bàn phím để trả lời. Khi chúng ta gõ xong ấn Enter thì cái dữ liệu mà chúng ta nhập từ bàn phím ấy nó sẽ vào cái biến nhớ là answer, cái biến nhớ này này. Cái biến nhớ này chỉ là nó lưu cái kết quả của người sử dụng gõ bàn phím đưa vào trong máy tính. Đó, thì như vậy là đây là cái lệnh rất quan trọng, nó là cái tương tác giữa người giữa nhân vật và chúng ta, hay là tương tác giữa máy tính và con người, đúng không nhỉ? Thì nhân vật nó ở trong máy tính mà, thì tương tác giữa máy tính và con người sử dụng, thì lệnh này rất rất quan trọng. Ví dụ nhé, này với chúng ta cho chơi thử lại lệnh này này nhé. Thì đây là cái trong cái chỗ này là cái nội dung mà câu hỏi mà nhân vật này nó tạo ra. Ví dụ là bác có tiếng Việt này, ví dụ như là tên bạn là gì, tên bạn là gì, đó là câu hỏi như vậy, được chưa? Mình chúng ta bấm vào đây này, thấy không nào? Thế là con mèo nó hỏi là tên bạn là gì không. Như vậy là đây chính là cái lệnh mà khi chạy thì nhân vật sẽ đưa ra cái câu hỏi, chính là cái nội dung trong 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 cái câu lệnh này, được chưa? Ừ, điều gì ạ? Điền một số bạn nó mới mới vào, đang vào muộn rồi. Thế thì khi mà chúng ta trả lời nhé, đây hiện ra một cái ô chúng ta nhập trả lời này đó. Bây giờ tôi trả lời là tôi là Bình chẳng hạn, tôi là Bình, gọi là Bình nhé. Xong Enter, Enter hay bấm đây tương đương nhau, ấn Enter, Enter. Đó, khi chúng ta bấm Enter như vậy thì cái dữ liệu mà chúng ta gõ vào nó đưa vào cái biến nhớ là Bình như này. Cho nhanh nhé, thử vào xem thử nhé. Đấy, chữ Bình như này. Đây, như vậy là cái đây là một cái biến nhớ hệ thống. Nó lưu cái dữ liệu là người sử dụng là nháy vào. Được chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta chú ý nhé, như vậy lệnh này chỉ có hai cái, nó chỉ có một cái lệnh này và cái biến nhớ này thôi, nhưng rất quan trọng luôn. Nó dùng rất là nhiều trong các cái bài tập, trong những cái trò chơi rất là nhiều luôn nhé. Chúng ta làm thử nhé. Thì bây giờ chúng ta làm thử hoàn thiện này. Vào chương trình, đây vào chương trình thì con mèo nó sẽ hỏi đó, nó sẽ hỏi chúng ta như này. Và khi hỏi xong chúng ta trả lời vào cái này thì mèo sẽ cái lệnh này nó lệnh này này nó sẽ hỏi câu hỏi này và chờ, nên nó cứ chờ mà chờ cho đến khi người dùng nhập xong thì nó mới chuyển sang lệnh tiếp theo, được chưa? Đó, như lệnh này nó chờ đấy. Đây chứ câu trả lời rồi, đây chứ tên tên chúng ta rồi, thì mèo sẽ nói như sau. Mèo sẽ nói như này, mèo sẽ nói là xin chào bạn Bình chẳng hạn. Đó, thì chúng ta bắt đầu nhé. Là chú ý này, mèo sẽ nói từ miệng ra là xin chào bạn này, đó, xin chào bạn. Khi nhưng mà tôi khi ở trên này chỉ có một ở trên này là trên cái lệnh say này nó chỉ có một cái ô để tao gõ vào thôi. Xin chào bạn.
Đấy, bây giờ muốn đưa cái này vào thì làm thế nào? Đấy, chúng ta chú ý nhé, nhưng hôm nay chúng ta học thêm một lệnh nữa. Tức là cái lệnh say này là nó ở đây nó có một một cái vùng để chúng ta, nó chỉ có một cái vùng để chúng ta nhập dữ liệu vào thôi. Nhưng bây giờ chúng ta cần ghép hai cái dữ liệu vào. Xin chào bạn Bình chẳng hạn, xin chào bạn Hà chẳng hạn. Đó, thì làm thế nào để nối được cái này và cái này? Đó, thì chúng ta sẽ học sang một cái lệnh khác ngay bây giờ, là cái lệnh là chúng ta có thể nối hai cái dữ liệu vào với nhau. Thì chúng ta kéo xuống vào trong cái nhóm lệnh là operator. Thì đây chúng ta đã biết hôm trước học rồi, có những lệnh như là lệnh cộng trừ nhân chia đây đúng không? Lệnh pick random là tạo ra một cái số ngẫu nhiên, hay lệnh so sánh lớn hơn nhỏ hơn thì biết rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ học thêm một lệnh nữa, là cái lệnh nó lệnh là join này nhé, là nối hai cái dữ liệu là vào với nhau. Thấy không nào, nối hai dữ liệu vào với nhau. Như là xin chào bạn này, bạn Bình, thì chúng ta gõ vào đây từ xin chào bạn, xin chào bạn, xin chào bạn, được chưa? Và sau đó chúng ta đưa cái này vào đây. Đó, thì đây là cái lệnh nó nối hai cái dữ liệu này với nhau. Trong trường cụ thể chúng ta đây là hai cái này đều là chữ cả. Xin chào bạn Bình, xin chào bạn. Nhưng mà tôi trả lời, tôi gõ vào đây là Hà thì nó là xin chào bạn Hà. Tôi gõ đây là Minh, xin chào bạn Minh. Tôi gõ đây là Phong, xin chào bạn Phong. Đó, thì đây là cái lệnh nó nối hai cái dữ liệu vào với nhau. Và khi nối vào nhau rồi chúng ta có thể đưa cả cái này, đây là như là một cái biểu thức, đưa cả vào đây. Đó, thấy không nào? Chúng ta kéo ra này, bìa nối vào này, đưa vào đây, thấy không nào? Và nó thành lệnh thứ hai là cái lệnh là xin chào bạn gì đó ở đây. Đó, có thể là các bạn còn thấy như hôm nay học thêm một lệnh rất quan trọng đấy nhá. Chạy thử nhá, bấm vào đây này. Thế nó hỏi là tên bạn là gì? Bìa tôi gõ tên là Minh, enter. Lập tức máy báo là gì? Xin chào bạn Minh, đấy. Ta để lâu một tí nhé, ta để hẳn 10 giây cho nó lâu một tí nhé. Rồi gõ lại này, chỉ là chương trình này. Tên bạn là gì? Tên là Quỳnh chẳng hạn, gõ là Quỳnh nhé. Quỳnh, enter. Tôi mới báo ngay là xin chào bạn Quỳnh. Mà chờ sau 10 giây thì dừng lại. Còn có thấy không nào? Đó, như vậy đây chính là chúng ta chú ý nhé. Như vậy là hoặc chúng ta học lệnh tương tác giữa người và máy tính, và cái lệnh là cái lệnh nó là lệnh ask, lệnh này này. Đó, lệnh ask, hỏi, tiếng Anh thì biết là hỏi và chờ. Tên hỏi hoặc có gì đó nhé. Và chúng ta trả lời thì nó sẽ vào cái biến nhớ. Biến nhớ là có tên là answer. Mệnh chủ hay này thôi. Và chúng ta muốn nối hai cái dữ liệu với nhau, chúng ta dùng lệnh join. Lệnh join như là nối hai lại với nhau. Chúng ta đưa vào đây. Đó, được vào một cái bài hoàn chỉnh. Bây giờ thầy ghi lại nhé, bài này bài đầu tiên của buổi hôm nay nhé. Hôm nay là cái buổi số mấy nhỉ? Hôm nay là cái buổi thứ 5 hay sao nhỉ? Chúng ta lưu ở đây nhé. Hôm nay là buổi thứ 5 hình như là thế, đúng rồi. Đây là bài là B1 của buổi hôm nay nhé. Đó, thì các bạn thấy không? Con thấy là như vậy không? Thế bây giờ cho hay hơn thì như này nhé. Cái biến nhớ này là biến nhớ hệ thống, nhưng mà thông thường khi người ta đặt tên cho một cái gì đó thì chúng ta cần phải hẳn cái biến nhớ riêng là tên của nhân vật của chúng ta. Thì bây giờ bác làm sao, bác sẽ làm như sau, bác sẽ tạo thêm một cái biến nhớ mới. Đấy. Có tên là tên hay là tự biến tên. Cho nó hai như tên này. Bấm ok này. Đó. Biến tên nhé. Thì biến tên này để dùng để lưu tên của tôi. Mà tôi muốn trả lời làm bài này nhé. Thì bây giờ bài này như sau này, bài này là sau khi mà người dùng trả lời tên bạn là gì, thì bây giờ tôi gán cái tên, tôi gán cái biến tên, tôi gán là answer, đó thì nó hay hơn, đó answer. Thì như vậy là cái lệnh này là lệnh như sau này, khi mà người dùng mà là hỏi tên bạn là gì, thì lập tức là tôi sẽ gán một cái biến nhớ mà tôi tạo ra vào gán cái answer này vào cái biến nhớ của tôi, là biến tên. Vậy biến tên là cái biến để lưu tên của tôi. Và bây giờ ở chỗ này tôi sẽ kéo tên đưa vào đây. Đó. Thì cái làm này là giống cái bài lúc nãy, nhưng mà về độ chuẩn xác của chương trình thì hay hơn lúc nãy. Nhưng mà chúng ta dùng biến nhớ riêng để mô tả tên của chúng ta.
mà cái lệnh bài này là hay hơn bài lúc nãy. Thế còn là chú ý nhé, bài này là bài chuẩn hơn, chúng ta lưu cái bài này lại. Vẫn là bài đó, chạy thử lại này. Tên bạn là gì? Tên bạn cũng thể biết là gọi là Hà nhé. Tôi nói là xin chào bạn Hà. Đấy. Chạy lại này. Tên bạn là gì? Tên bạn tên gõ là Nga. Đấy, thì xin chào bạn Nga. Đó, thì vẫn là bài đó thôi. Nhưng mà chúng ta tạo một cái bên nhớ riêng là tên dùng để gán tên của chúng ta trong cái bài tập này nhé. Rồi. Và đây chúng ta nối join là nối xin chào bạn và tên ở đây. Con có thấy không nào? Lệnh join lại rất quan trọng nhé. Lệnh join ta như bài này tôi lưu là bài số 2, bài B2 nhé của bài hôm nay nhé. Lệnh join là chúng ta không những có thể nối hai cái dữ liệu mà chúng ta có thể lồng này, chúng ta có lựa join lại nối vào đây nữa, như vậy là nối ba cái join của join ba cái và có thể nhiều hơn nữa. Đây tôi đúng rồi, đây đúng là 1 2 3 4, như vậy là nối nhiều dữ liệu vào với nhau bằng lệnh join. Bạn Nguyên hỏi gì đấy? Con đã hiểu chưa? Như vậy chúng ta sẽ học những lệnh khác mà được phép nối nhiều dữ liệu lại với nhau ở ngay bây giờ nhé. Rồi, bây giờ chúng ta bài này là bài B2. Bây giờ bác sẽ dừng lại và sang một cái ví dụ khác. Ta vào lệnh new đi. Bây giờ như này. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài tập sau đây mà áp dụng cái chuyện là chúng ta dùng cái lệnh là tương tác với người sử dụng rất quan trọng. Bây giờ như sau nhé. Bây giờ như này, bây giờ bác làm cái bài tập như sau là không thay cái con mèo bằng hình cô giáo, mà cô giáo sẽ hỏi chúng ta luôn. Hỏi chúng ta là toán, hỏi phép tính. Hỏi phép tính cộng thì cô giáo ra phép tính cộng bất kỳ như là 3 cộng 2 bằng mấy, chúng ta phải trả lời. Được chưa? Trả lời đúng. Thì cô giáo đó nói là em đã làm bài đúng. Nếu trả lời sai thì em làm bài sai, được chưa? Rồi, đó là bài tập, như vậy là một cái bài tập ngắn gọn thôi, nhưng mà giáo viên đưa ra một câu hỏi và học sinh phải trả lời đúng. Rồi, ta bấm vào đây nhá. Ta chọn giáo viên là cô giáo đây. Ví dụ lấy cái cô giáo này nhá. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta xóa cái con mèo đi, không còn mèo nữa. Rồi, đây là cô giáo nhá. Chúng ta có thể sửa tên đây là cô giáo này. Các bạn có thể như vậy. Tên nhân vật có thể ghi luôn vào đây, đó là cô giáo ở đây nhé. Đó, đây là cái chỗ này là để ghi tên nhân vật nhé. Rồi, bây giờ làm này. Cô giáo sẽ hỏi một câu. Đây, chúng ta làm vậy này. Đây. Thầy cho hình nền là để giống như là đang học trên lớp đi thầy. Hình nền nào? Hình ở cái backdrop với thầy. Để cho nó giống như đang học trên lớp. Được nhưng mà bây giờ làm bắt làm mẫu thôi mà, chưa cần phải đẹp, chưa cần phải quá đẹp cũng được. Vâng. Con muốn thì về nhà làm nhé, vì bắt làm cho nhanh thôi nhé. Có thể đưa vào lớp cũng được mà để trắng đẹp cũng được nhé. Làm đẹp thì cần con cần đưa vào hình nền là trong lớp, còn bây giờ thì bác làm mẫu làm thử cho làm thử thôi mà, chưa phải làm thật. Bây giờ cần là con cần hiểu lệnh đã này. Bây giờ nhé, bây giờ bác là cô giáo viên sẽ đưa ra một bài toán cộng 3 cộng 5 chẳng hạn, và học sinh sẽ phải trả lời. Nếu học sinh trả lời đúng thì giáo viên nói là đúng rồi, con giỏi lắm. Còn nếu chúng ta làm sai thì giáo viên nói là bạn làm sai rồi. Rồi, nếu chúng ta làm thử nhé. Bây giờ giáo viên sẽ hỏi bằng lệnh gì? Đấy, chúng ta như là vẫn ở trong cái sensing và lệnh ask. Khi mà chúng ta đưa ra lệnh hỏi cho người dùng thì bây giờ lôi ra luôn cái này luôn, hai cái đưa ra đồng thời nhé. Đây, ví dụ như giáo viên hỏi bằng câu hỏi một bài tập cố định. Ví dụ như là tính, cụ thể nhé, tính 4 cộng 5 bằng bao nhiêu. Đó, bây giờ xem câu hỏi cụ thể như này nhé. Đó, câu hỏi cụ thể ở đây. Và chúng ta sẽ trả lời bằng cái biến này nhé, bằng cái biến này. Được chưa? Bằng cái biến này. Và rồi, bây giờ giáo viên sẽ phải trả lời, sẽ phải kiểm tra. Nếu mà người dùng mà gõ vào là 9 thì là đúng, còn không phải là 9 là sai. Với đây máy tính này là tính cộng hai số mà tổng của nó là 9, thì nếu mà người dùng mà gõ vào là 9 thì đúng, còn không là sai. Thì chúng ta dùng lệnh gì nhỉ? Chúng ta đây là một lệnh mà nó là nếu đúng nếu sai thì chúng ta phải vào control, chúng ta chọn cái lệnh if nhé. Nhưng mà if nó có hai dạng, một dạng if như thế này và một dạng if như này. Đó, chúng ta chú ý nhé. Lệnh if này này là lệnh chúng ta học rồi, là nếu có gì thì cái gì, nếu đúng thì
còn nếu sai thì không 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 thì bỏ qua không thực hiện. Lệnh này thì không phải, lệnh là nếu đúng thì, còn nếu sai thì đó, nhưng mà có lệnh là if then else nhé, chỗ này là chữ else. Nếu nếu đúng thì thiện lệnh ở đây, còn nếu sai thì thiện lệnh ở đây. Như vậy đây là cái lệnh dễ nhánh đầy đủ hơn nhé, có cả phương án đúng và phương án sai. Thì bài này chúng ta sẽ dùng bỏ lệnh đi, chúng ta dùng lệnh này nhé. Vì là cái bảng là gì, cái bảng là giáo viên hỏi 4 năm là mấy, mà chúng ta trả lời nó đúng, giáo viên nói là đúng rồi em giỏi lắm, còn chúng ta làm sai thì giáo viên nói là em làm sai rồi nhé. Rồi chúng ta bắt đầu kiểm tra này. Nếu đúng tức là gì, nếu mà cái answer này bằng bao nhiêu, bằng 9 thì đúng, chúng ta phải gọi cái phép so sánh là bằng, được chưa? Đây này, gọi cái này ra này, đây này bằng này, đó gọi bằng nhá, bằng này. Chúng ta đưa cái answer vào đây này, đó vào đây chúng ta gõ số 9. Nếu mà answer, nếu mà chúng ta nhập đáp án mà bằng 9 thì là đúng, chúng ta đưa vào đây đúng, và giáo viên nói, giáo viên nói là em làm đúng rồi, em làm đúng rồi, em làm đúng rồi, nói như vậy giỏi lắm, giỏi lắm, được chưa? Còn nếu không, còn nếu answer mà khác 9 thì ta trả lời ở đây. Đấy, ta kéo vào đây. Mà đây là cái lệnh là if then else, như vậy là cái này là cái lệnh dễ nhánh mà là vừa vừa kiểm tra đúng vừa kiểm tra sai luôn. Đấy. Em làm sai rồi, em làm sai rồi, được chưa? Đó, và chúng ta đưa vào đây. Con đã có hiểu không nào? Có. Bây giờ ta chạy thử nhé. Đây, giáo viên hỏi đây, 4 năm là mấy này? Bây giờ gõ số 8 thì giáo viên em cô giáo nói là em làm sai rồi. Đấy, chuyện hay nữa thì chúng ta sẽ thu âm lời cô giáo nhé, thu âm đây nhé, thu âm hai cái lời, một lời là đúng rồi, một lời là hai, một lời là sai rồi. Ta thu âm vào đây nhé, đây này, thu âm rồi đây nhé, bấm bấm nháy mà xong thu âm luôn nhé. Em làm đúng rồi, giỏi quá. Đấy, kết thúc. Đây, nghe thử nhé. Em làm đúng rồi, giỏi quá. Đấy, nhưng mà đây là đúng này. Chúng ta gõ đây là đúng nhé. Đúng. Bây giờ chúng ta thu âm thêm một cái nữa là sai rồi nhé. Đây. Bấm vào xong, nháy vào xong thu âm. Sai mất rồi. Đấy, thử nhé. Sai mất rồi. Đấy, chúng ta gõ vào đây cái từ sai nhé. Nhập vào đây cái từ sai. Như vậy là có hai âm thanh. Là đúng và sai. Giờ chúng ta ghi vào đây, chúng ta gọi cái lệnh là sound, lệnh này nhé, start sound. Start sound này. Chỗ này là đúng này. Chúng ta ghi ta để trên nhé. Để trên này để nó vừa phát âm đúng lại vừa có cái dòng chữ này. Còn ở chỗ này là ta để gọi cái thu âm thanh là sai để ở trên cái dòng lệnh sai này nhé. Đó. Chúng ta chạy thử nhé này. Gõ 9 này. Em làm đúng rồi, giỏi quá. Đấy, giỏi lắm nhé. Chạy lại này. Để gõ số 8 này. Sai mất rồi. Thế không nào? Như vậy là vừa có âm thanh mà vừa có chữ trên màn hình. Con đã hiểu chưa? Con đã hiểu cách làm bài này chưa? Như vậy chỗ này quan trọng nhất là gì? Là click it này. Tên này. Dạ rồi. Đúng không nào? Dạ rồi. Nếu đúng thì cái gì? Nếu sai thì cái gì? Đó. Vì chúng ta ghi đây là bài số B3 nhé. Cái này là bài B3 để chúng ta nhớ nhé, B3. Rồi, thế bây giờ bác sẽ là, con đã có hiểu không nào, hiểu chưa? Rồi ạ. Rồi, nhưng bài này vẫn là bài đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ làm hay hơn nữa này. Con chú ý là hay nữa này. Cái bài này là vẫn là một cái bài là chỉ có một câu hỏi cứng thôi. Đúng rồi, một câu hỏi cứng thôi. Và nó là 4 cộng 5 cứng. Bây giờ bác muốn làm sao cho nó uyển chuyển hơn, làm thế nào muốn làm sao cho nó thành cái bài tập mà nó có tính, có bài tập làm phép cộng nhưng mà nó có ý nghĩa tổng quát hơn thì làm thế nào? Rồi thì bây giờ chúng ta chú ý nhé, bây giờ chúng ta làm thế này, giáo viên sẽ phải tự sinh ra một cái phép cộng của hai số, bị tổng quát một số đặt tên là, một đặt là m, một số là n, được chưa? Thế thì phải dùng pick random một thầy chị cơ, hay là phải dùng cái pick random mà cái gì bác không nghe rõ, tức là phải dùng, giả sử là hai số đó là m và n thì chúng ta phải tạo ra hai cái biến nhớ, hiểu không nào? Hai biến nhớ, một biến nhớ là m và một biến nhớ là n,
Đó. Và giáo viên sẽ dùng một cái lệnh để gán n m vào bao nhiêu, n bao nhiêu vào cho học sinh tính đếm, họ cho học sinh là tính tổng của hai số m và n. Thế nó mới hay, nó mới tổng quát. Còn cái bài này trên màn hình này cũng là hay rồi, nhưng mà là bài tập là cố định rồi, 4 cộng 5. Như vậy nó không hay lắm. Bây giờ bác muốn là giáo viên sẽ ra một cái bài mà nó tính có chất tổng quát, nó sinh một cách ngẫu nhiên hơn. Được rồi, thế bây giờ như sau nhá. Bây giờ mình cảm thấy là vai trò của biến nhớ hay này. Chúng ta vào biến nhớ và chúng ta sẽ tạo ra hai cái biến nhớ có tên là M và N. Đó là để sao cho là giáo viên sẽ là cho học sinh là tính tổng của M cộng N. Được chưa? Bấm vào đây nhé. Chọn. Đầu tiên là gọi M. M. Bấm OK. Đánh ra một biến nhớ là M nhé. Tạo biến nhớ thứ hai là có chữ là N. OK. Như vậy là chúng ta đã tạo ra hai biến nhớ là M và N. Chúng ta có thể ẩn cái biến nhớ này không cần hiện trên màn hình nữa. Ẩn đi. Vì cần giấu học sinh mà. Đấy. Cần là không cần cho học sinh biết. Rồi. Bây giờ là như sau này. Giáo viên sẽ vẫn bài này, nhưng mà giáo viên làm như sau. Giáo viên sẽ trước khi giáo viên ra câu hỏi tính tổng ấy, thì giáo viên sẽ làm cái phép tính để lập chương trình để tự động sinh M và tự động sinh N. Làm được không? Được. Chúng ta nhớ lại có cái lệnh trong cái lệnh operator, nó có cái lệnh gì, nó có cái lệnh là lệnh quick random thì biết rồi. Đây là lệnh là tự sinh ra một cái số ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 10 hay là bất kỳ ở vị trí nào khác. Được nhá. Từ A đến B. Rồi từ 1 đến 3, 5 đến 7 tùy chúng ta nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên giáo viên sẽ gán dùng lệnh này, set này. Đó. Set M và set N là giáo viên tự gán, lấy tự động gán trước ngẫu nhiên nhé. M này với N tự động ngẫu nhiên là một đến cơ số từ 1 đến 10. Đấy, các vào đây nhé, 1 đến 10. Thế không nào? Như vậy là giáo viên mà cứ đề đơn đây. Đó. Như vậy là giáo viên sẽ làm như sau, giáo viên sẽ làm cái việc là gì? Là trước khi mà ra bài kiểm tra, giáo viên tự động sinh nhá, tự động tạo ra là M là một số ngẫu nhiên từ 1 đến 10. Con đã hiểu chưa? N là số ngẫu nhiên từ 1 đến 10. Như vậy giáo viên đã tạo ra một cái phép cộng, tạo ra hai cái số mà sinh ngẫu nhiên và giáo viên sẽ bắt đầu sinh tính tổng của hai số đó. Và ở đây giáo viên sẽ phải làm câu hỏi gì? Em hãy tính tổng của M và N. Thấy không nào? Như vậy là ở đây là có tính nhé. Em hãy tính tổng của M. M phải ghép với biến đi biến M. Và N. N phải ghép với cái biến N. Như vậy đây là chỗ này cần phải đưa vào đây là một cái phép nối ba cái giá trị. Chúng ta kéo ra cái join nhé. Đây. Chúng ta kéo vào lại rất quan trọng là join này. Một cái join này. Hai cái join này. Đây này, em hãy tính tổng, đây là nhiều hơn nữa nhé. Em hãy tính tổng để làm thử nhé. Em hãy này. Em hãy tính tổng. Tính tổng của M. Thấy không nào? M cộng N. Đấy, ở đây chúng ta phải về chúng ta dùng cho tối nhé. Này này. Nối này, nó ba cái lên đấy. Bốn cái lên M. Ở đây là phép cộng, chúng ta gõ phép cộng. Và đây là N. Thực ra đây là nối bốn cái cơ. Nối bốn cái nhá. Đây này. Em hãy tính tổng M cộng N. Thấy không nào? Nhưng mà đây là một cái câu dài, nhưng mà nối bốn thành phần là em hãy tính tổng là một này. M là hai này, dấu cộng là ba và N là bốn. Ta đưa vào đây. Vẫn ở đây vẫn là vẫn trong này ask là độc quyền, được chưa? Như vậy là em hãy tính tổng vẫn là một câu hỏi. Nhưng mà câu hỏi rõ chỉ ra là em hãy tính tổng của M và N. Đó. Và bây giờ ở đây xin trả lời là nếu mà answer bằng 9, đây không phải là 9. Ở đây là gì? Nếu answer bằng M cộng N. M Cộng N là đúng không thì nào? đúng. Đúng. Tức là answer bằng M cộng N thì đúng, không là sai. Chúng ta phải đưa vào đây cái phép gì? Phép cộng. Đây này, phép cộng này. Đó, chúng ta đưa vào đây này. Con đã hiểu chưa? Nhá, đưa cái này vào đưa ở đây nhá. Và đây là chữ đây là M và N, chúng ta kéo người ta tìm vào đây. Kéo mở ra này, M này. Đấy, N này. Thấy không nào? Đó. Và bây giờ con thấy vẫn là nó thôi, nhưng mà đây là nếu nếu mà answer người dùng mà gõ đáp án này mà là bằng M của N là đúng rồi. Thì đây là em đã làm đúng rồi, giỏi lắm, còn không là sai rồi ở đây. Nhá, chạy thử nào.
Và bây giờ là phép toán là ngẫu nhiên rồi, chứ không phải là 4 cộng 5 nữa mà có thể bất kỳ. Nào ta thử nhá. Đây, em thanh tổng 4 cộng 4, ta gõ 8. Em làm đúng rồi, giỏi quá. Nào, mình làm tiếp tục này. Thanh tổng 3 cộng 3. Ồ. 6 nhá. Em làm đúng rồi, giỏi quá. Đấy. 3 cộng 6 là 9 đúng không? Em làm đúng rồi, giỏi quá. Đấy, như vậy ta đã làm được một cái bài tập khác rồi. Mà bây giờ là mơ chạy như vậy là cái là gì? Là phép toán là nó ngẫu nhiên rồi. Đấy, 5 cộng 8 này. Chạy nữa này. 1 cộng 9 này. Chạy nữa này. 10 cộng 5 này. Thấy không nào? Là toán nó ra là gì? Là nó khác nhau chứ không phải giống nhau. Con có thấy hay không nào? Đấy, như vậy đây là cái bài tập mà đơn giản thôi, nhưng mà làm cái bài tập đầu tiên mà con có thể tự động tự làm ra một cái phần mềm để dạy em có cháu viên bạn nào ở đây, có trong lớp mình có ai có em nhỏ không, em nhỏ lớp 1 không, thầy mẫu giáo không, là chúng ta có thể ra một tập cho các con rồi cho em của mình nhé. Bây giờ bác ghi bạn này thành bài số B4 nhá. B4 là một cái bài tập đơn giản nhưng mà nó chính là một cái phần mềm học tập hoàn chỉnh đấy. Là cô giáo sẽ ra một cái bài tập ngẫu nhiên nhưng mà là phép cộng trong phạm vi 20, đúng nhỉ? Đây, cộng phạm vi 20 chính là lớp 1 đấy. Là cho học sinh là người dùng là làm bài phép cộng nhé. Các con có thể tổng quát lên làm sau này con sẽ mở rộng ra, con có thể làm phép cộng không phải trong phạm vi 20 mà trong phạm vi 40, trong phạm vi 50, trong phạm vi 100. Rồi có thể làm thêm cả phép gì, phép trừ nữa, phép nhân, phép chia. Nhưng đó là đó là sau này. Còn hôm nay là chúng ta dừng lại ở cái phép cộng này nhé. Bây giờ bác hỏi con này. Bây giờ với bài này nhá. Bây giờ với bài này, bây giờ bác muốn là không phải là giáo viên ra một bài mà ra 5 bài. Thì làm thế nào? Nào ai trả lời nào? Việc bài kiểm tra của giáo viên không phải là một bài. Đây là một bài thì là xong. Nhưng mà bác muốn là giáo viên vẫn là bài này. Repeat the file. Repeat là ví dụ là muốn là làm 5 lần thì là repeat bao nhiêu lần? 5 ạ. Đúng rồi. Đấy. Như vậy rất hay đúng không? Bây giờ chúng ta tổng quát đây không phải là chỉ làm ra một câu hỏi mà ra có thể ra nhiều câu hỏi. Ra 5 câu hoặc là 10 câu tùy chúng ta rồi. Chúng ta chọn cái và chúng ta kéo ra cái lệnh repeat nhá. Đây. Và chúng ta đưa vào đây. Để tự động nó mở hết ra ngoài này nhá. Đấy. Chúng ta để là 5 câu thôi, 5 câu nhá. Đó, 5 câu. Rồi, mà chúng ta như vậy bây giờ ta có một cái bài tập hoàn chỉnh hơn đúng không? Chạy thử nào. 3 cộng 3 6 enter. Em làm đúng rồi, giỏi quá. Câu 2 7 cộng 2 gọi là có nhầm là 8. Sai mất rồi. Đấy, được chưa? Làm tiếp theo, 1 cộng 9 gọi là 10. Em làm đúng rồi, giỏi quá. Đấy, cứ như vậy. Tiếp theo 1 cộng 6, 7. Em làm đúng rồi, giỏi quá. Ừ. 10 cộng 9, 19. Em làm đúng rồi, giỏi quá. Được chưa? Đấy, đại sư lại xong. Con có thấy không nào? Như vậy chúng ta bây giờ chúng ta bài này chúng ta đã có là tổng quát lên rồi. Chúng ta ghi lại thành bài số B5 nhé. Là giáo viên bây giờ là không phải là chỉ ra là một bài mà là ra hẳn 5 bài mà chúng ta có thể tổng quát được cho bất kỳ 5 bài hoặc là 10 bài không quan trọng, nên chúng ta có thể rồi chúng ta dừng lại ở 5 bài nhé. Rồi thế bây giờ bác muốn thế này thì con làm thế nào nhé? Bây giờ bác muốn là giáo viên cho điểm. Bây cứ làm 5 bài này, làm đúng một bài thì được 2 điểm, làm sai thì được 0 điểm. Thêm một điểm nữa thầy ơi. Điểm. Đúng rồi. Và sau khi mà làm xong thì giáo viên thông báo là chúc mừng em được 10 điểm, chúc mừng em được 8 điểm. Được không? Làm được không? Rồi, để chúng ta mở nhé. Chúng ta sẽ tạo thêm một biến nhớ là cái gì? Một cái biến nhớ có tên là gì? Tên là điểm số chẳng hạn, đúng không? Để mà đếm, để mà giáo viên là người đếm điểm cho học sinh. Rồi, chúng ta vào cái lệnh là vừa ra buồn mà chúng ta chọn tạo thêm một cái biến nhớ nữa nhé. Đặt tên là điểm hay là tiếng Anh là score, của tiếng Việt là điểm. Thôi ta biết ta biết tiếng Việt cho đấy nhé. Điểm nhá, điểm số đi nhá, điểm số. Rồi. Số. Và giáo viên sẽ là cái người mà chúng ta ẩn đi, chúng ta muốn đưa ra nhé. Rồi chúng ta đưa vào này.
Đầu tiên chúng ta đưa cái điểm số này là bằng 0 ban đầu để trên cùng này nhé. Rồi tiếp theo là mỗi khi làm đúng thì chúng ta tăng điểm lên 2. Đây, chúng ta lệnh change điểm số by 2, chúng ta gọi là 2 nhé. Vì sao lại 2? Bởi vì chúng ta đây chúng ta làm 5 bài, 5 bài thì muốn được 10 điểm thì mỗi bài phải 2 điểm đúng không nào? Thì ta 5 x 2 là 10 điểm. Chúng ta đưa này vào đây. Đó, như vậy đưa vào đây nhé. Như vậy đây có lệnh là điểm số này. Bắt đầu xét điểm số bằng 0 này. Còn đây là ta muốn làm đúng này. Làm đúng thì là ta dùng lệnh là trên điểm số by 2, ta tăng điểm lên 2. Và ở phần cuối chúng ta sẽ cho giáo viên nói một câu là chúc mừng bạn, chúc mừng em đã được bao nhiêu điểm. Đó, bị tại nối nhá. Ta dùng lệnh say, dùng lệnh say như này nhé. Đó. Và vì chúng ta cần phải nối đúng không nào? Cần phải nối đấy. Nối là gì? Nối là chúc mừng em đạt bao nhiêu điểm. Là như vậy nối mấy cái nhỉ? Chúng ta dùng lệnh nối nhé. Vậy nối nhé, join này. Chúc mừng em đạt bao nhiêu điểm? Chúng ta nối 3 cái. Thế không nào? Chúc mừng em đạt 7 điểm. Chúc mừng em đạt 10 điểm. Như vậy đây, chúc mừng em. Chúc mừng em đạt. Cậu thì sai từ 1 điểm đi, bởi vì là nếu như sai mà cậu không điểm thì nó sẽ không có điểm số lẻ đời thầy ạ. Làm sao? Cậu thì không điểm thôi, làm sao hết thì là không điểm nhá. Yeah. Nhưng mà mỗi khi sai thì trừ 1 điểm đi thầy. Cũng được. Đây là tùy nhé, bài tập cái kịch bản của bác là sai là không điểm. Con có thể về nhà, con có thể làm cái kịch bản khác. Đây là cái bản của phần mềm thôi mà. Cái bản phần mềm là kịch bản thứ nhất là sai thì không trừ điểm. Yeah. Bản thứ hai là sai trừ điểm, con làm trừ điểm. Được chưa nào? Nhé. Đây là bác đã làm cái bản của bác là sai thì không trừ điểm. Con đã hiểu chưa? Nhé. Bây giờ chúng ta nối, ta đưa cái này vào đây, ta nối, ta đưa vào cái điểm số vào đây. Đấy. Chúc mừng em đạt đi. Và đây ta gọi những điểm. Ta gọi dấu cách cho dễ hiểu nhé. Điểm. Đấy. Điểm. Mà chúng ta đưa đây vào đây. Đó. Và như các bạn thấy không, chúng ta đã hoàn thành, bây giờ mới hoàn thành một cái bài tập hoàn chỉnh, một phần mềm rất là dài. Và hoàn chỉnh là gì? Là giáo viên sẽ ra bài kiểm tra phép cộng. Và mỗi lần làm bài kiểm tra, giáo viên đưa ra 5 bài kiểm tra, 5 bài, và các câu mỗi bài như vậy là hoàn toàn là sinh, là ngẫu nhiên, không bài nào trùng bài nào cả nhá. Chúng ta làm trở lại thử nào. Rồi 2 cộng 9 bác cho là 11. Em làm đúng rồi, giỏi quá. Câu 2, giả sử làm sai. Sai mất rồi. Câu 3. Em làm đúng rồi, giỏi quá. Câu 4. Sai mất rồi. Câu 5. Sai mất rồi. Chúc mừng em đạt được 4 điểm nhé. Bài này chúng ta sẽ lưu lại là bài số B6. Còn thấy chưa nào? Thế đây là một kịch bản thôi. Còn chúng ta có thể sửa lại kịch bản cho nó hay hơn. Ví dụ chúng ta là khi làm bài xong thì là giáo viên không cần phải nói là đúng hay sai, bỏ qua hết đi cũng không sao cả. Đấy, ví dụ là một cái bài khác nhé, là giáo viên không cần nói đúng sai, cứ làm xong rồi thì mới thông báo, thì ta có thể bỏ cái này đi, bỏ cái phần đúng này đi, bỏ ra ngoài, bỏ cái sai này đi, cái phần sai là không cần nữa. Đó, thậm chí là chỗ này bây giờ không cần là ít gen L, chúng ta cần là ít thôi. Chúng ta có thể sửa lại câu bài này, chúng ta kéo vào đây là if thôi, if nhá, if chúng ta thay cái này sang bên này, if chúng ta sang đây và chúng ta bỏ cái này đi. Đấy, chúng ta đưa cái này vào đây. Ở đây là một cái phương án đơn giản của chương trình. Giáo viên cứ lẳng lặng và không cần công bố là đúng sai ở nửa chừng, cứ làm tới đâu thì lẳng lặng tính điểm tới đó. Nếu làm đúng thì được 2 điểm, làm sai thì không điểm. Con có thể đưa thêm cái bản làm sai trừ điểm thì là chuyện khác nhé. Rồi làm thử đây. Đây, 6 này, bạn làm bìa, bạn làm học trò ngoan này. 10 sau câu 8 là 14 là 87 là 15 này. 18 là 18 này. 99 là 18 này. Đấy, chúng em đạt 10 điểm, thấy không nào? Đó thì và đây là một cái phương án khác, vẫn là bài đói rồi một kịch bản khác. Còn thấy không, tức là ở trong cái khái niệm là chương trình ấy, chương trình của Scratch ấy, nói từ đầu ấy, là khi chúng ta lập chương trình Scratch thì chính chúng ta là người đạo diễn. Chúng ta bài binh bố trận ở trên sân khấu, cho nhân vật để ra, nhân vật kia vào, chúng ta đưa ra một cái nó gọi là kịch bản của chương trình nhé.
và chúng ta đạo diễn luôn. Thì chúng ta lập kịch bản thì tuy chúng ta có thể cho này tiến lên này lùi xuống là do chúng ta quy định nha. Chúng ta vẫn là bài là bài tập kiểm tra đánh giá học sinh phép cộng, mà con có thể cho rất nhiều kịch bản khác nhau. Đây là một kịch bản khác là nếu sai thì trừ đi một điểm, kịch bản khác nữa là 10 câu, kịch bản khác nữa là 15 câu, tùy chúng ta lựa chọn nhé. Kịch bản nữa là không phải là phép cộng mà cả phép trừ nữa đó. Rồi rất nhiều kịch bản khác nhau chúng ta có thể đưa ra để cho cái bài tập nó hay hơn. Bây giờ ta thêm một cái bài nữa là chúng ta thêm vào đây cho nó hoàn hảo nhá. Thêm vào đây đó, thêm vào đây kia lớp học. Đấy, tìm ở trong mình trong này có lớp học không nhỉ? Thế lên trên có từ cái chalkboard kìa thầy. Phải không? Đấy ạ, chalkboard. Vần vần ở vần gì? Chalkboard ạ. Bên cạnh cái từ castle 4 ấy ạ. Yes, castle 4 đây à? Bên đây đúng không ạ? Ok nha. Đó. Thì như vậy là bài này là đấy, bài này hay hơn nhé, có hay hơn rồi đấy. Bây giờ chạy thử này. Đấy, vẫn thế thôi. 6 cộng 5 bằng 11. Đây là các cái hình ảnh cái bảng. Rồi. Đúng không? Ra đây làm hộ anh 1 triệu câu này này. Thôi chưa, con học đi đã gì nhá. Ta lỡ gốc. Làm sai nhiều bài thầy ơi. Làm sai lung tung nhá. 8 điểm. Được chưa? Đó. Vậy là bài này chúng ta sửa thêm mấy chữ hay đi, chúng ta ghi lại thành bài số 18 nhé. Nhưng mà rất nhiều bài khác nhau. Bài sau cùng là bài có cái hình ảnh ở trước lớp học, được chưa? Giáo viên là đứng ở trên bục giảng đang giảng bài cho học sinh. Đó, thì như vậy bài này là các con có thể là sửa lại, tức là có thể phát triển ra thành những bài tập khác nhau. Nhưng mà con thấy đấy, nhưng mà chúng ta chỉ dùng lệnh ask thôi là làm rất nhiều việc. Lệnh ask là nó là tương tác giữa cái nhân vật và người dùng, được chưa? Rất là hay. Đó, con thấy không nào? Nhá. Yeah. Rồi thì bây giờ bắt đầu thêm một chút này. Tức là nhân vật thì là hỏi cái được quyền hỏi người dùng nhá bằng lệnh ask. Thì cái thông tin hỏi nó sẽ nằm ở đâu? Nó sẽ nằm ở nhân vật. Nằm ở đây này. Nó sẽ nằm ở cạnh nhân vật như này, ở cái miệng của nhân vật, đúng không nào? Nhá. Của nhân vật. Còn nếu mà thiết bị hỏi là sân khấu có hỏi được không? Sân khấu hỏi được. Rồi, bác bè chúng ta sẽ làm thử một cái bài mà sân khấu hỏi nhé. Sân khấu hỏi là như thế này. Bây chúng ta new một cái file mới đi. New nhé. New này. Bây giờ sân khấu đây. Sân khấu là có được quyền hỏi. Chúng ta bấm sân khấu. Sân khấu có quyền hỏi nhé. Sân khấu vẫn có cái lệnh. Chúng ta vào để chúng ta làm chuyện sân khấu đây. Chúng ta kéo lệnh là sensing. Đó. Sân khấu vẫn có lệnh hỏi. Thấy không nào? Đó. Thế bây giờ chúng ta thấy là sân khấu cũng hỏi được chứ không phải là không. Đó. Bây chúng ta làm thử hỏi nhé. Bây giờ thử hỏi bạn tên là gì? Bạn tên gì? Và thử hỏi xem nó hỏi như nào nhé. Đó. Sân khấu hỏi nó khác một chút. Sân khấu hỏi về sân khấu nó không phải là người, cho nên là nó không là nhân vật. Cho nên là cái tên của cái chữ mà của câu hỏi đó nằm ngay trên cái dòng nhập liệu. Thấy không nào? Nằm ngay phía dưới. Con có thấy không nào? Đó, nhưng mà sân khấu cũng hỏi được chứ không phải là không. Và chúng ta có thể lập trình những bài toán để cho sân khấu là hỏi được. Được chưa? Đó. Bây giờ chúng ta làm thử một cái bài như này nhé. Đấy, làm thử một cái bài. Bây giờ làm thử một cái bài nữa. Đầu tiên làm cho... Nhưng mà vì sân khấu là cái nhân vật mà không nói được. Đấy, thế bây giờ bác muốn làm một bài tập là gì? Sân khấu sẽ luôn hỏi câu hỏi. Nhưng mà mèo là người thông báo là đúng sai thì làm thế nào? Đấy, hơi khó một chút nhé. Bây giờ chúng ta làm này. Bây giờ sân khấu thì luôn luôn hỏi liên tục và mèo sẽ là người thông báo luôn trả lời xem đúng hay sai không. Dạ, mèo sẽ trả lời, mèo sẽ nói là đúng rồi sai rồi thì làm thế nào. Thì đến cái buổi sau ấy, sau nữa chúng ta học một cách bài bản hơn thì hay hơn. Như hôm nay chúng ta học trước thì chúng ta vẫn có thể làm được như vậy. Ta chúng ta chỉ phải kiểm tra thôi. Thế mèo luôn luôn là kiểm tra xem cái máy tính của chúng ta làm là đúng hay là sai thôi. Là khi là đúng là ta sẽ làm được thôi. Giả sử nhé, bây giờ giả sử bác làm này. Bây giờ bác sẽ tạo ra hai cái biến nhớ là m và n nhé. Đây, tạo thử nhé. Đây, m. Như mọi khi làm thử một cái bài.
Bài này là cái bài đơn giản thôi, nhưng mà để cho thấy là mặc dù là sân khấu hỏi nhưng mà mèo vẫn có thể trả lời, mèo vẫn biết được à người đó là biết được thông thông tin của người dùng nhập thông qua cái biến answer. Thì biến answer là cái biến mà mèo cũng như cũng nhìn thấy và mèo cũng kiểm kiểm soát được nhé. Để chúng ta tạo cái biến thứ hai là n nhé. Rồi nhé, và bây giờ chúng ta sẽ lập trình đơn giản thôi. Bây giờ lập trình như này nhé, lập trình là như này. Đây bây giờ ta cho bây giờ sử như này đây nhé. Đây là đơn giản nhé. Bây giờ người dùng là tức là đây sân khấu vẫn là có lệnh như bình thường, có lệnh set như bình thường. Đây set đây sân khấu là set m set n như bình thường nhé. Lệnh lệnh gán đấy, lệnh gán là như sau. Chúng ta gọi lệnh này nhé, lệnh này đây set m là ngẫu nhiên từ 1 đến 10 này, n cũng từ 1 đến 10 này đó, và chúng ta đưa cái này vào đây đấy. Và bây giờ chúng ta cũng làm như vậy, chúng ta tính tổng của m m với n đây, tính tổng m cộng n được chưa? Chúng ta đưa cái này vào đây, tính tổng đây là m cộng n, chúng ta phải nối vào nữa m cộng n, chúng ta sẽ nối như này, chúng ta nối là m ở đây, m ở đây là phép cộng, cộng ở đây là n được chưa? Mà chúng ta đưa này vào đây vẫn như thế thôi này, là đấy. Và đây là cái người, và khi người dùng mà nhập, người dùng gõ enter thì mèo sẽ trả, mèo sẽ là người 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 hỏi đúng nào đấy nhé, mèo sẽ là người hỏi đây. Hơi khó một chút nhưng mà chúng ta ở đây thì nó đây nhé. Không cần, chúng ta làm cái này chứ, cái này hay hơn nhé. Bây giờ không cần mặc dù sân khấu thì không là đúng không, thế nào bây giờ nhỉ, để chúng ta để bác liên hệ giữa sân khấu và mèo nhỉ. Bây giờ như này, các con cùng nhìn bác làm cẩn thận một chút nhé. Bây giờ này này, bây giờ khi mà người dùng nhập nhập đáp số rồi thì sân khấu luôn, sân khấu sẽ là người kiểm tra xem là cái answer này này nó có bằng cái m của n hay không, đúng không? Nếu bằng thì là đúng, nếu đúng thì sân khấu cho một cái biến nhớ đặt tên nó là đúng hay là sai, à, đặt nó là biến nhớ đặt nhé. Bây giờ bác cho một biến nhớ nữa để thông báo biến nhớ này là bằng không thì là nhập sai, bằng một thì là đúng, mà sau đó là mèo sẽ người kiểm tra cái biến nhớ đó. Mình thấy là cái vai trò của biến nhớ nhé. Thì bác tạo ra biến nhớ mới này để mô tả xem là người dùng làm đúng hay làm sai, được chưa? Rồi bác đặt tên cái biến nhớ này là đặt tên gì cho nó cho dễ nhớ nhỉ, nhé. Làm bài nhé. Làm bài nhé. Rồi làm bài thì khi mà người dùng mà bắt đầu làm ấy thì chúng ta xét làm bài bằng không, tức là làm bài là chưa làm bài hoặc là sai đó. Còn khi người dùng làm xong rồi thì chúng ta kiểm tra nhé, và chúng ta sẽ làm như sau. Kiểm tra bằng không tức là làm sai, một làm đúng, chúng ta dùng một cái lệnh là if ở đây, if then nhé, cái lệnh if nhé, if này, if mà ví dụ if đây dùng cái dấu bằng nữa, dấu bằng ở đâu, bằng đây đúng không? Nếu mà cái answer mà bằng m cộng n, đây là mới này vào đây đây nhá. Đấy. Chúng ta có thể kéo cái m này xuống, có cháu để bác đi nhé. Alo. Chuyện rồi đi. Chán quá, rảnh quá, không gì cả.
Vu. Cả hai. Đi. Đào. Thế. Cái mic đi. Vu. Được chưa? Nhá bây giờ nhá, bây giờ cho con này. Ở đây này. Chúng ta có được kéo M ra, nhưng mà đây nó có lệnh nhé, các con thấy ở cái lệnh M này, chúng ta bấm chuột phải đi này, thì nó ra cái chúng ta nó ra duplicate này. Đấy, thì ta kéo luôn xuống này. Đấy, như vậy ta copy luôn xuống đây này. Cho nhanh thôi nào. Ở đây nhá, bấm chuột phải, bấm lệnh này là nó xuống luôn. Đó. Như vậy là nếu mà answer bằng M cộng N thì chúng ta gán cái gì? Chúng ta gán cái lệnh là xét cái làm bài là bằng 1. Đấy, được chưa? Đó. Còn thế nào? Như vậy là cái lệnh này nhá. Là cái lệnh là gì? Đây là cái chỗ là đây là sân khấu hỏi, nhé. Hỏi là M cộng N, và nếu người dùng làm mà làm đúng ấy thì làm bài đã bằng 1. Người dùng làm sai làm bài đã bằng 0. Và mèo sẽ dựa vào đây, mèo sẽ dựa vào đây để mèo thông báo đúng đúng hay là sai nhé. Rồi, bây giờ chúng ta lập trình sang cho mèo này. Mèo sẽ làm sao? Mèo sẽ phải chờ. Hơi khó một chút đúng không? Chỗ này đúng, chỗ này hơi khó. Ta cứ làm một cái, bài ở mức độ là gần đúng thôi nhé. Còn đến buổi cách đây sang buổi hôm sau nữa thì chúng ta sẽ làm chính xác. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm như này. Mèo khi bắt đầu vào chương trình thì mèo sẽ chờ một chút. Mèo sẽ chờ để người dùng làm xong, sau đó mèo sẽ kiểm tra. Đây, mèo sẽ chờ được khoảng 2 giây nhé. Mèo sẽ chờ khoảng 2 giây. Đấy. Và sau đó mèo sẽ kiểm tra. Mèo sẽ dùng cái lệnh này nhé, vừa đúng vừa sai. Ở đây mèo sẽ dùng cái lệnh là gì? Đây, nếu mà cái biến làm bài đấy, làm bài là cái biến nhớ chúng ta biết rồi. Nếu mà làm bài bằng 1 thì mèo báo là làm đúng rồi. Bạn làm đúng rồi, nó không thì mèo báo sai nhé. Mèo sẽ thông báo ở đây này, mèo dùng để thông báo nhé. Bạn làm đúng rồi. Đấy. Bạn làm đúng rồi nhé. Còn nếu không thì mèo báo bạn làm sai rồi. Đấy, được chưa? Để bài cho chơi thử bài này nhé. Nhắc lại này, ở sân khấu này, sân khấu là nơi mà ra cái đề bài, như giống như lỗi của giáo viên làm ấy, cũng là sân khấu, cũng là chúng ta tạo ra cái biến nhớ là M và N. Sân khấu sẽ sinh ngẫu nhiên M và N từ 1 đến 10 và ra cái câu hỏi cho người sử dụng là M cộng N, tính tổng M cộng N, và người dùng sẽ trả lời bằng vào cái biến nhớ là answer, và sân khấu sẽ là so sánh, nếu đúng thì gán làm bài bằng 1, còn nó làm sai thì vẫn là 0 nhé. Còn mèo sẽ là cái người là kiểm tra, chờ khoảng 2 phút 2 giây để người dùng làm xong, sau đó kiểm tra, nếu là bằng 1 thì báo là làm đúng rồi, nếu không thì làm sai rồi. Ta chơi thử đúng không nhá. Đây. Đấy, tính tổng 2 cộng 2 cộng 4 nhá, là 6 này. Ôi. Chứ gì mèo nó báo là sai rồi là không đúng nhá. Bài này như vậy là hơi hơi bị bác làm không 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 chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ sửa lại một chút cho nó thật chính xác này. Mèo vẫn báo là sai rồi, vì sau khi mà chờ 2 giây, thì người dùng vẫn chưa nhập xong, cho nên nó vẫn thấy là cái này là không, cho nên mèo sẽ báo là sai và sai rồi, và như vậy bài làm của chúng ta là sai. Bây giờ chúng ta phải sửa lại một chút. Xin lỗi, bài này bác tưởng dễ thế mà lại khó phép nhỉ. Bây giờ bác muốn là làm sao mà cái sân khấu làm bài, sân khấu ra đề bài, nhưng mà mèo là người kiểm soát, mèo là người thông báo. Bây giờ hơi khó hơn một chút, bây giờ bác phải sửa lại một chút chính xác các cháu ạ nhé. Bây giờ bác sửa thế này thì các con sẽ thấy khó, các con cứ làm theo những cái quan sát nhé. Cho mèo đợi con ạ. Sao, ai có ý kiến gì không? Con nghĩ là cho nó wait lâu hơn. Cũng không được, cái dùng lệnh wait nó cái lệnh nó không thật hay lắm nhé. Nó không chuẩn lắm ở bài này. Vì người dùng có thể nó chờ rất lâu thì sao mà chờ, biết nào mà chờ, người dùng nó có đợi mãi nó không làm thì làm thế nào. Lệnh này là lệnh ask này, nó sẽ chờ rất lâu. Thì cái lệnh wait này là không ăn thua. Wait này không 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 hồ đảm, nó phải ra, chúng ta phải có một cái lệnh khác.
sao cho nó chuẩn hơn. Rồi bác làm như thế nhé, thôi bác đưa ra phương án lời giải của bác. Nó hơi khó một chút, hơi khó một chút chút thôi. Bây giờ chúng ta phải làm thêm một, đưa thêm một biến nhớ nữa. Đấy, thế cơ. Phải thêm một biến nhớ nữa thì sẽ làm được hoàn chỉnh. Đấy các bạn này, các bạn thấy là cái bài này là bài đúng không, cái bài này thực ra cái bài tập này là đối với con là hơi khó một chút, với con là rất là mới thôi. Bác cứ nói nhé, chúng ta phải thêm một biến nhớ nữa. Thế nhưng mà con thấy là vai trò của biến nhớ là quan trọng, chúng ta phải có thêm biến nhớ nữa để khẳng định rằng là người dùng đã nhập chưa, đã làm bài chưa. Khi làm bài rồi thì mèo mới trả lời, thì mèo mới thông báo. Còn chừng nào chưa làm bài thì mèo chưa trả lời, rồi chưa thông báo người ta thêm một biến nhớ nữa nhé. Như vậy là cái biến làm bài, việc ta sửa lại cái biến làm bài, ý nghĩa khác. Cái biến làm bài có ý nghĩa là nếu mà không là chưa làm, còn nếu một là làm rồi, được chưa? Ta làm một biến nhớ nữa hay hơn là cái biến nhớ này, là cái biến nhớ là đúng hay là sai, chúng ta thêm biến nhớ nữa đặt tên là đúng sai nhé. Đúng sai hay đặt tên gì nhỉ? Đúng sai nha, cho nó hơi đúng rồi sai. Ừ. Nếu mà làm sai thì nó bằng không, đúng thì bằng một, được chưa? Tại nhiên ban đầu chúng ta đặt là đúng sai bằng không, được chưa? Rồi thì khi mà người dùng ấy, đây này, khi mà người dùng mà nhập xong đáp án, nhập xong thì gán là bài bằng mấy? Gán là bài bằng một. Như vậy đã làm bài rồi, được chưa? Còn ở đây này, ở đây mới là gán là đúng sai bằng một ở đây. Đấy nhá. Như vậy là có hai biến nhớ. Biến làm bài, nhắc lại này. Biến làm bài thì có ý nghĩa khác, có ý nghĩa là làm bằng không là chưa làm, bằng một là làm rồi. Đúng chưa? Đã làm. Còn biến là đúng sai, làm đúng hay là sai, bằng không là sai, một là đúng. Đó, chúng ta đều vào đây. Như vậy là sau khi mèo mà kiểm soát được, nếu mà cái làm bài này mà một thì mèo mới ấy, thậm chí ta phải đưa làm bài xuống dưới cùng này, cho nó yên tâm này. Khi đến đây rồi là cái lệnh này là thiện rồi thì bảo đảm nhé. Rồi ta làm thử bên này này, đây mèo đây, chỗ này không phải làm bài nữa mà chỗ này là đúng sai, đúng không nào? Nó kéo đúng sai vào, đúng sai, đúng chưa nhé. Còn ở đây không phải là lệnh quay mà là lệnh gì nhỉ? Gì nhỉ? Lệnh nhà chờ, có lệnh chờ nhé, chờ cho đến khi. Đây, lệnh này này. Lệnh hơi khó. Lệnh wait until này này nhá. Lệnh chờ cho đến khi gì? Cho đến khi làm bài bằng 1. Cái này chính xác hoàn toàn này nhá. Đây này, tôi vào đây này, cái này đối với con hơi khó một chút nhá. Đây. Chờ, đây là chờ khi vào, khi bắt đầu vào mèo có chờ, mèo không làm gì cả, mèo có chờ. Chờ cho đến khi gì? Chờ cho đến khi mà người dùng làm bài xong. Tức là gì? Làm bài bằng mấy? Bằng mấy đây nhỉ? Một. Tức là chờ cho đến khi làm bài bằng một. Tức là chờ cho đến khi làm xong thì mèo sẽ kiểm tra. Nếu đúng thì báo là đúng rồi, sai rồi. Con đã hiểu chưa? Nhá. Đấy, bên này làm hơi khó một chút, nhưng mà con chịu khó một tí. Đây, ta làm bài thử này. Nhá. Đấy. Sai. Rồi chứ âm sai rồi. Rồi, tính tổng 95 nhá. Có 6 này. Bị cứ ta cứ chờ ở đây là mèo cứ chờ không ấn enter mèo mới trả lời. Đấy, bạn làm sai rồi. Được chưa? Chạy lại này. Ô, chạy lại chứ gì đã sai rồi cái này. À. Mình chưa bấm đấy. Thì cơ? Bởi vì sao? Thì mình chưa set cho cái biến đăn nó về không ngược lại. Vì sao? Bởi vì là biến làm bài nó chưa được xét. Bởi vì là ở bên này cũng xét là làm bài bằng không, cái này bằng không rồi, nhưng mà cái này nó nhanh hơn cả cái bên kia, cho nên chúng ta nên ở bên này nên làm lại cả bên này này, bên mèo này. Đấy, bên mèo chúng ta nên làm lại là như này nhá, nên làm lại là như thế này, nên làm lại là như thế này. Đây, chúng ta vẫn xét lại đúng sai bằng không mà xét lại làm bài bằng không. Thế này, làm bằng không. Cho nó yên tâm nhé. Đấy. Cho đến đây thì bảo đúng này. Đấy. Bây giờ đấy đúng hoàn toàn rồi nhé. Thì cả hai bên đều đặt bằng không hết. Thì nó không chờ nhau nữa. Thằng này cũng bằng không mà thằng này cũng bằng không.
thằng này cũng bằng 0. Đó. Được chưa? Rồi làm lại. Thế phải là set set làm bài bằng 0 như thế. Đâu? Mèo lên. Phần bên con mèo. Đây là bài bằng 0 đây mà, đúng sai bằng 0 này. Được chưa? Và phải là set làm bài bằng 0. À đúng rồi, đúng. Bao nhiêu? Đây là set đúng không? Set. Chính xác, các cháu chính xác luôn đấy. Chính xác là set làm bài bằng 0, đúng không? Và đúng sai bằng 0. Đấy. Bây giờ là đúng rồi nhá. Bìa không sai nữa này. Đấy, chạy nó tha hồ nó chạy nhá. Chạy lại nhá. Đấy, bài vọng số bất kỳ này. Sai rồi luôn, làm lại này. Đấy. Đúng rồi. Nhưng mà bài này chúng ta bài này khó một chút nhưng mà không sao, con đã hiểu hơn được một chút về cái chuyện là chúng ta thấy bí, thấy khó, thấy sai, chúng ta có thể thêm biết nhớ là có thể làm được. Được chưa? Đó nhá. Rồi bây giờ chúng ta đóng cái này lại. Chúng ta ghi cái này lại thành bài số B9. Nhưng mà chúng ta có khá nhiều bài nhá. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm một cái game nha, game như thế này nha. Thầy ơi cho con chụp mấy cái câu lệnh được không thầy? Cái lệnh nào? Đây con chỉ chụp gì? Cái phần lệnh của cái backdrop với cả con mèo ấy rồi. Ừ. Cái bài này, hai bài này là bác sẽ đưa lên trên, bác sẽ đưa lên một cái thư mục dùng chung đấy và lớp mình sẽ vào xem được đấy nhé. Tôi được con cứ về bảo mẹ là xem được cái, bác đưa tất cả các cái video và tất cả các file này, các tiệm này lên một cái thư mục dùng chung và xem cả lớp mình cũng biết nhé. Thì con có thể vào, nếu mà về nhà là sau này, sau buổi này con có thể lên mà con có thể tải về các tiệm này về để mà ta ăn ấy nhé, để ta mà... Cái video ở trên cái drive Hula nó vẫn chưa tải được ạ. Cái bài số 1 đấy gì? Cả mấy cái bài đấy có khi có tải về nó có ghi lỗi mạng ấy. À thế là vô lý nhỉ. Chỉ riêng cái số 1 thôi là mình kiểm tra rồi, riêng cái video số 1. Video số 1. Cái, ví dụ như cái bài 3 lên YouTube thì cũng tải được luôn này. Bài 2 lên YouTube cũng tải được luôn, nhưng cái bài 1 không tải được. Nhưng mà hôm nọ vào drive riêng một thôi nhé. Vì sao lại mà không tải được không? Vì YouTube nó buồn cười lắm. Chúng ta vì trong cái bài trong cái video số 1 ấy là thầy đưa vào đấy cái bản nhạc là chú ếch con. Thế thì YouTube nó mới ra một cái nghi ngờ là mình ăn cắp bản quyền của cái bản nhạc đó. Được mà hiện nay nó đang tạm khóa lại xem được chứ không tải được. Đó, cái này tôi chịu, mình không xử lý được. Mà mình đưa cái đó lên, có phải là mình để làm gì đâu. Cái mà thấy video mà tôi đưa lên là đưa lên ở cái dạng là free, đưa lên cho mọi người cùng xem mà, có phải là dùng kiếm tiền đâu. Nhưng mà nó vẫn đưa ra mà cái nghi ngờ là hình như cái bài hát chú ếch con của bạn là vi phạm bản quyền của ai đó, nên mà nó không cho, nó bị, nó không phải khóa hẳn lại mà nó tạm khóa để cho mọi người không tải về nhé. Nhưng mà hiện nay tôi đã có cái bản mà ở trong cái thư mục chung ấy, thì tôi đưa cái file video 1 lên rồi, chúng ta tải thoải mái mà nhé. Trên YouTube không tải thôi, còn ở trong cái thư mục mà tôi đưa lên ấy là chúng ta tải thoải mái nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài tập, một cái game nhỏ nhỏ nữa nhé. Game nhỏ nhỏ này nhé, game nhỏ nhỏ này chúng ta cũng đơn giản thôi nhưng mà nó hay mà chúng ta sẽ làm nhé. Bây giờ như này, bây giờ chúng ta new này. Bây giờ chúng ta sẽ làm game như sau. Chúng ta sẽ tạo ra các cái quả bóng. Mà quả bóng này là sẽ chuyển động mà hỗn loạn dũng nhiên trên màn hình. Nhưng mỗi quả bóng nó có một con số ở trong ấy. Số 1, số 2, số 3, số 4 gì đó. Và khi người dùng mà nháy vào quả bóng thì được tăng điểm theo số của quả bóng, không phải tăng điểm bất kỳ. Bây giờ số 1 thì nháy vào thì lại tăng 1 điểm. Bấm vào cái số 2 thì tăng lên ra 2 điểm. Khi bấm vào quả bóng thì nó sẽ bị ẩn đi, xong khoảng một giây nó hiện lại ở chỗ khác và cứ như vậy tiếp tục nhé. Là chúng ta làm một cái phần mềm mà cứ trò chơi đơn giản như vậy thôi, chúng ta làm nhanh nhé. Rồi thế bây giờ chúng ta bài này thì không cần con mèo nữa mà chúng ta đưa vào đấy hình của bóng nhé, bất kỳ hình của bóng nào cũng được nhé. Thì chúng ta có thể lựa chọn bất kỳ hình của bóng nào, hình của này nhé, hình của này này đơn giản. Nó có quả này là nó có năm cái, hay là có năm cái hình màu khác nhau. Giờ chúng ta làm to lên một chút đi nhé, to lên nhé. Chúng ta để to lên cho nó ví dụ như là 150 nhé.
Đó. Nhưng bây giờ chúng ta mê bóc, chúng ta muốn là quả bóng này sẽ có chữ ở trên đó, có chữ, có số trên đó. Rồi chúng ta sẽ phải chỉnh sửa một chút. Chúng ta vào các zoom của nó và chúng ta sẽ đưa vào đây một con số ở đây nhé. Bạn nào ghi gì đấy, xóa đi nào. Bây giờ chúng ta sẽ, đây chúng ta sẽ dùng cái chức năng này, chữ T này, để chúng ta viết ở đây một cái chọn cái màu nhá. Đấy, chúng ta gõ đây số 1 ở trên này nhá. Đấy, số 1. Chúng ta lựa chọn cái màu thì chúng ta lựa chọn cái màu đấy. Để vào đây nhá. Đấy, số 1. Sao viết được nhỉ? Đây cái chúng ta gõ cái tên, tên này là cái công cụ text này. Chúng ta bấm lên, chúng ta gõ xuống vào đây thôi. Là số 1. Nhá, số 1. Được chưa? Đấy. Sao gõ được số 1 rồi? Sao gõ được số 1 à? Ta gõ thôi mà. Bấm vào là gõ thôi mà. Nhá. Yeah. Đấy. Đấy, thì cái bóng này thì ký hiệu là bắt kiếp là bon 1 nhá. Là bon 1 là số 1 nhá. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ copy này, chúng ta bấm vào, ta bấm chuột phải, ta gõ lệnh là duplicate. Ra cái quả thứ 2 này, ra quả thứ 3 này. Chúng ta làm 1 2 3 4 4 quả được. Số 1 này, số 2, số 1, số 2, số 5 và số 10 nhá. Rồi, quả số 2 thì chúng ta sửa cái này thành số 2. Thành số 2 nhá. Và quả số 3 thì chúng ta gõ thành sửa thành quả số 5. À, bốn là chữ nữa, thôi được không sao. 5. Và đến quả này thì bác gõ là bác gõ vào đây là thành quả số 10. 10 nhanh đấy. 10 nhé. Chúng ta có thể kéo ra này, ra điều chỉnh. Ta dùng chân này là chúng ta có thể điều chỉnh cái số này. Đó. Kế chờ chờ. Nhá. 1, 2, 5, 10 đúng không nào? Quả bóng là bon 1 thì là số 1. Quả bóng bon 2 thì là số 2. Quả bóng bon 5 thì là số 5 nhé. Quả bóng bon 10 thì là số 10 cho nó chính xác. Số 10 nhé. Đấy, bon 10 ta kiểu các quả bóng như vậy nhé. Rồi. Bây giờ cho là chuyển như sau này. Là các bóng này là chuyển động ngẫu nhiên ở trên màn hình nhá, ngẫu nhiên trên màn hình. Và chúng ta sẽ nháy chuột vào. Nhá, nháy chuột vào. Thì nếu mà nháy đúng thì nó kêu pop một cái và ta được tăng điểm theo đúng cái điểm của quả bóng nhá. Bài đơn giản thôi, và khi bấm vào thì nó sẽ ẩn đi một giây và nó hiện lại ở chỗ khác, vẫn chuyển động một cách ngẫu nhiên nhá. Bài tập như vậy nhé. Rồi, chúng ta làm nhanh nào. Bên đây là bài tập mà chỉ là ôn tập, chỉ là cái game để chúng ta luyện tập lại của bài hôm trước thôi, chứ bài này là không có gì kiến thức gì mới. Chúng ta làm rất là nhanh. Rồi. Nào, bây giờ bác muốn là làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta lập trình cho một bóng và các quả này lập trình giống hệt nhau, cho nên chúng ta làm một quả thôi và chúng ta có thể copy được sang cái phần khác. Tất nhiên thay đổi cái chỗ là tăng điểm số thôi, còn cách lập trình của nó là giống hệt nhau, được chưa? Được rồi. Thì bây giờ bác sẽ tạo ra một cái biến nhớ chung là tên là score đi, là cái để thông báo cái điểm số của người chơi. Tôi đặt ngay ở trên này cũng được để cho học sinh nhìn thấy nhé. Và bài này chúng ta sẽ lát nữa chúng ta sẽ lập trình để chúng ta sẽ điều khiển kết thúc của trò chơi như thế nào, chúng ta sẽ làm kỹ hơn. Còn bây giờ chúng ta lập trình trước cái phần là nháy bóng tính điểm trước đã nhé. Được rồi, chúng ta làm nhé. Thì cái ban đầu thì cái điểm số nó bằng không. Thì chúng ta đặt cái lệnh mà đặt điểm số bằng không, nó đặt ở sân khấu thì hay hơn. Sân khấu là cái nơi mà trung gian, bấm sân khấu đi. Và chúng ta lựa chọn cái lệnh đây. Đây. Nhá. Và đặt sân khấu là cái nơi mà đặt cái lệnh là set score bằng không ban đầu. Được chưa? Rồi. Nhá. Sau đó chúng ta sẽ lập trình cho từng con một. Không đây nhá. Đây. Chúng ta vào cái lập trình cho cái quả bóng số 1, được chưa? Thì như sau thôi, bóng số 1 sẽ khi bắt chơi nó sẽ xuất hiện tại một điểm ngẫu nhiên trên màn hình, được chưa? Và nó di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình với vận tốc nào đó. Còn chúng ta sẽ điều khiển vận tốc sau nhé. Rồi, chúng ta sẽ làm như sau này. Quả bóng sẽ vào lệnh đầu tiên này và chọn cái lệnh là go to.
nó có cái lệnh là go to nó là random position đây này, là nó xuất hiện tại một vị trí ngẫu nhiên trên màn hình nhé. Và chúng ta cho cái nhân vật này là nó là xoay chỉ về một hướng cũng là ngẫu nhiên, dùng cái lệnh là point in direction, nhưng mà không phải là về bên phải mà ta muốn cho nó chuyển nó hướng về một hướng ngẫu nhiên, chúng ta dùng cái lệnh này, dùng cái lệnh chúng ta vào operator và chọn cái chuyện là pick random, cho nó ngẫu nhiên là nó từ 1 cho đến 360, hoàn toàn là ngẫu nhiên, 360 độ là tròn, một vòng tròn như thế này này nhé. Rồi sau đó là cho nó chuyển động vô hạn, chúng ta cho nó chuyển động, chúng ta vào cái lệnh là repeat là forever và nó di chuyển nhé. Cũng có hay của nó, chúng ta muốn cho nó là di chuyển là con cái bóng mà càng điểm to thì chuyển động càng chậm, càng dễ đánh điểm thấp, quả bóng điểm số càng lớn chuyển động càng nhanh, chúng ta cho nó chuyển động đây với là bóng có một thì cho nó chuyển động là với vận tốc là một, ví dụ như vậy cho nó chậm nhé. Góc cạnh thì quay lại, chúng ta dùng lệnh này vẫn là lệnh là góc cạnh quay lại như này đó, được chưa, lệnh nhé. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho quả bóng số 2, số 3 tương tự, nhưng mà ta lập trình cho nick chúng ta, người dùng mà nháy vào quả bóng thì nó làm gì nhé. Đây thì chúng ta dùng lệnh này, có thể dùng lệnh khác nhau nhưng mà có thể dùng lệnh này đây. Nếu người dùng nháy lên quả bóng, chúng ta dùng cái lệnh gì, chúng ta vào event và chúng ta dùng cái lệnh là nếu đây, nếu người dùng nháy lên quả bóng, nếu mà when this sprite click, nếu người dùng nháy lên quả bóng này thì ta làm gì đó nhé. Rồi thì như sau này thì lập tức là chúng ta gì, chúng ta tăng điểm số lên một, bài này với bài này chúng ta sẽ ta trên cái score lên một đơn vị, trên score lên một, lên một nhé, lên một đó. Sau đó chúng ta cho ẩn đi, ẩn đi, ẩn đi sau một giây hay nửa giây gì đó đúng không, ẩn đi và chờ sau một giây hay là nửa giây, chúng ta dùng lệnh show đây và ta cho nó chờ đây, chờ nhé. Đó. Sau một giây hiện trở lại và lại chuyển động, có thể cho nó thêm lệnh nữa là lệnh là nó lại chuyển được ở hiện một chỗ khác, chúng ta dùng lệnh này go to random này nhé. Đó thì đây là cái đoạn chương trình cho cái nhân vật thứ nhất đây. Thì chúng ta có thể copy sang cái nhân vật số 2 thì sửa số 2 là sửa chỗ này thành số 2 này, điểm số là số 2 nhé, và sửa cái vận cho vận tốc nhanh hơn này, chúng ta copy này, chúng ta nhớ không, chúng ta chỉ còn kéo thả cái này vào số 2 thôi, ta kéo cái này vào số 2, kéo cái này chúng ta sửa lại một chút, chúng ta khi dùng nháy vào ta cho nó kêu tiếng pop cái cho nó hay nhỉ, chúng ta có một tiếng pop start xa pop đi, pop hay hơn nhé. Đấy, chúng ta kéo cái này vào đây này và kéo cái này vào đây này, được chưa, và ta sửa sang cái số 2 này có hai cái nữa, bỏ đi cái này. Số 2 đây nhé, đây là số 2 nhé. Số 2 ta phải sửa cái này thành số 2. Khi mà người dùng nháy vào thì tăng lên 2 điểm nhé. Còn đây là đi là vận tốc là 2, bước đi 2 bước, vận tốc nhanh hơn một chút nhé. Sửa để số 2 này. Bây chúng ta kéo thả sang số 5 này. Kéo thả sang số 5 này. Đấy. Và bên 5 nhé, 5 đây. Chúng ta sẽ sửa cái chỗ này thành 5. 5. Và đi chỗ này, đây chỗ này, điểm lên thành 5. Được chưa? Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ kéo thả sang số 10. Kéo thả sang số 10. Được chưa? Bấm số 10 đây. Đấy, số 10 nhá. Số 10 thì ở đây sẽ là 10. Tăng lên hẳn 10 điểm. Rất là cao. Vận tốc của đây là 10. Đó. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ bây giờ chơi thử xem nào. Xem nó được chưa nhá. Đấy. Nó chạy như này này. Đấy. Số 10 thì chạy nhanh nhất nhé. Đấy. À, chúng ta cho điểm hiện đang chưa cho điểm số hiện lên đúng không? À, điểm số chưa hiện lên. Đây score đây nhé, score đây nhé, đây score. Đấy. Được chưa? Đó thì đây là cái phần đầu tiên của bài hôm nay nhá. Con đã hiểu chưa? Như vậy là nó rất đơn giản thôi. Một cái trò chơi là có 4 cái quả bóng như thế nhé, chuyển động như thế.
Nên chúng ta không muốn cho nó phải làm nó xoay ngược xoay xuôi, chúng ta có đặt cái lệnh là cho nó không xoay nữa thì nó không bị xoay như thế thôi. Hiện nay nó vẫn bị xoay, tôi đặt lại cho nó không xoay nhé. Chúng ta dùng lệnh gì nhỉ? Chúng ta dùng lệnh là set style đây này, set style đây này, set rotation style này, đặt chế độ là không quay, không quay nó sẽ không quay nữa nhé. Nhưng mình đã chót như này rồi thì cũng hơi khó nhỉ, hơi được. Thực kệ đấy nhá. Rồi. Thế bây giờ bác sẽ làm tiếp tục nhá. Cái bài này này mày bài nhà ta nó sẽ chơi làm vĩnh viễn, chúng ta sẽ ghi lại đi, ghi lại cái bài này là bài số B10 nhé, cho nó chơi vĩnh viễn, một cái trò chơi đơn giản và chơi vĩnh viễn như thế. Ai chơi lâu thì càng sâu, ai điểm ai cao thì là chuyện đấy nhá, ta cứ chơi thôi. Nhé. Chuột đồ nhận đây này. Nhá. Rồi, thế bây giờ bác sửa trên nhé. Bây giờ bác thêm một chuyện này là trò chơi này sẽ được chơi xong đúng 60 phút, 60 giây thì dừng lại. Được chưa? Đúng 60 giây thì dừng lại. Và ai điểm cao nhất thì người thắng. Thì chúng ta nhớ lại cái bài hôm trước là chúng ta sẽ phải muốn để mà tính thời gian, chúng ta phải thêm biến nhớ là biến time mà, đúng không nào? Là để kiểm tra được cái thời gian, được chưa? Và chúng ta sẽ kiểm soát chương trình. Đúng 60 phút thì dừng chương trình lại. Và điểm số ở đây là thông báo là ai được có nhất thì người thắng. Rồi chúng ta làm thử nhé. Bây giờ điểm số, chúng ta thời gian, chúng ta tạm biến nhớ mới tên là time. Time như này nhé. T-I-M-E. Nhá, chúng ta biến này là biến nhớ dùng để đếm thời gian. Nhưng mà ta ẩn đi, ta không cho dùng biết. Đó. Và chúng ta sẽ điều khiển thời gian bằng sân khấu. Đây, chúng ta vào sân khấu và chúng ta sẽ điều khiển. Đấy. Thì khi người dùng bắt đầu chơi nhé, thì chúng ta khi bắt đầu chơi chúng ta đặt thời gian nó bằng không và người sân khấu là người đếm thời gian. Thì đếm như nào? Đấy, thì chúng ta nhớ là có một lệnh là sân khấu sẽ sau một giây thì tăng thời gian lên một, nhưng mà nó sẽ hạn chế khi nào thời gian bằng 60 thì nó sẽ dừng lại. Và như vậy sân khấu dùng lệnh gì? Sân khấu dùng cái lệnh là lặp cho đến khi. Đây, repeat until. Lặp cho đến khi cái này đúng thì thôi. Đấy nhá, chúng ta chú ý nhá. Như vậy là khi nào? Lặp cho đến khi gì? Lặp cho đến khi mà thời gian bằng 60 thì nó dừng lại. Thì ta đặt, chúng ta muốn là gì? Chúng ta muốn là đúng 60 phút, 60 giây thì dừng lại mà. Đấy nhá, chúng ta đặt time mà. Khi mà repeat cho đến khi mà thời gian bằng 60, đúng 60 giây thì dừng lại. Còn đây là gì? Đây là lệnh là gì? Là lệnh như sau, là cái lệnh là ta chờ, sau khi chờ một giây thì tăng kia biến nhớ time lên một đơn vị, trên cái time một đơn vị. Đó. Thấy không nào? Đấy. Đây là cái lệnh nhé, đây là cái đoạn lệnh để có thể tính được kia, để có thể tính được chính xác, được chưa? Đó. Để đếm thời gian nhé, đúng một phút thì dừng lại. Sau khi dừng lại rồi thì ta ra ra cái lệnh là stop on ở đây. Trước tôi nói rồi là cái lệnh stop on là dừng toàn bộ chương trình lại. Đó. Nhé. Rồi, thì bây giờ chúng ta lập ta chạy thử xem như nào nhé. Đây này. Đấy, ta chạy thử. Đấy, như thế nhé. Được chưa? Thì chúng ta cứ chúng ta cho bác hiện lên thời gian này, chúng ta nhìn cho dễ hơn nhé. Để thời gian chúng ta cứ cho nó hiện thời gian để biết được. Đấy. Để với lại 27 này. Khi nó lên 60 nó sẽ dừng lại nhé. 34 rồi đấy. Khi mà nó lên đến đúng 60 nó sẽ dừng, tất cả con vật này nó sẽ dừng lại hết, không chạy nữa. Đấy, chúng ta sẽ kiểm soát nhé. Được chưa? Đấy, 60 dừng lại nhé. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ ghi cái bài này là bài số B, trước là B10 nhầm, đây là B11 nhé.
thì bài 19 là nhầm là bài số 10. Được chưa? Đó nhá. Con đã hiểu chưa? Nhá. Đó thì đó là cái em là một cái bài nữa để chúng ta có thể làm được những cái bài. Với bài này con có thể mở rộng ra được rất nhiều bài khác nhau nhé. À, chúng ta có thể làm với bài này, chúng ta có thể biến đổi đi thành một cái bài khác như sau này. Bài này sẽ làm bài tập về nhà đấy, là chúng ta các bạn vẽ cho trên màn hình, là không phải là các cái bóng, là các con số là từ 1 đến 10 nhé, từ 1 đến 10. Và các thu âm cái số là 1 2 3 đến 10. Nếu mà người dùng mà gõ vào bóng số 2 thì có tiếng kêu là 2. Khi người dùng gõ là 1 thì gõ là chữ 1. Thì bài đó là cái bài là vừa tập đánh bóng vừa học đếm số luôn. Học nhận biết số dành cho sinh mẫu giáo nhá. Thì còn ai có em gái em trai là mẫu giáo thì con làm phần mềm đó, trò chơi đó dành cho học sinh tập đánh bóng và tập phát âm số. Đánh gõ vào số 1 thì nó kêu là 1. Có số 2, bóng nó kêu là 2. Có số 3 thì bóng kêu là 3. Có số 10, bóng kêu là 10. Nhưng mà tập đếm từ 1 đến 10. Được chưa? Đó là cái bài tập mà nó giống bài này. Nhưng mà chúng ta mở rộng lên một chút. Được chưa? Đó, nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm thời gian không còn nhiều nữa cơ. Để xem chúng ta phải làm một tập những cái để ta có thể dùng một chút nữa nha. Còn ai có câu hỏi gì không? Có hai cái hả? Không ạ. Con có thấy hay không? Có hiểu bài không? Nhé. Có ạ. Ừ. Có hả? Ừ. Vậy hôm nay chúng ta đã làm được. Hôm nay là bài số 5 mới là một nửa chương trình thôi mà. Chúng ta làm rất nhiều bài tập hay rồi đấy. Nhé. Mà mặc dù nó rất là đơn giản thôi nhưng mà là nó tương đối hay và chúng ta sẽ có thể mở rộng ra, có thể làm những cái bài tập mà của riêng mình nhé. Bây giờ như này, bây giờ bác sẽ cùng con làm cái bài tập như này nhé. Đây bài tập này, nếu mà chúng ta làm không có thời gian thì các con sẽ làm về nhà làm tiếp nhé. Bây giờ như này, chúng ta sẽ lưu một cái bài mà chúng ta sẽ làm bài tập sau đây này. Các con sẽ làm bài tập sau, chúng ta sẽ vẽ trên màn hình một cái hình ảnh của một cái đường phố. Một cái ngã tư đường phố. Hay không có ngã tư, là không cần ngã tư mà cần vẽ một cái. Đây để bác cùng con làm xem như nào cho nó hợp lý nhé. Tạo ra một cái này nhé. Online. Chọn là màu này đi nhé. Xanh. Rồi. Bây giờ chúng ta không hay lắm cái màu này. Nhầm, cái này là phải là màu xanh chứ đúng không? Mà để bắt làm lại. Xóa đi này. Chọn là màu xanh nhá. Màu xanh rồi. Màu xanh. Bác muốn vẽ cái này là cái gì? Cái này là bác muốn vẽ cái này là cái hè đường. Là cái hè đường nhá. Hè đường đây. Được chưa? Hè đường. Được chưa? Còn ở giữa cái này là đường phố, bác kẻ một cái đường ngang ở giữa nhá. Cái đường ngang ở giữa là bác kẻ cái màu là màu đỏ, cái vạch đỏ ở giữa nhé. Đây cho nó rộng ra một tí, đây đo chiều rộng của cái 10x8 nhé, kẻ ở giữa nhé. Rồi. Được chưa? Ở đây là có thể ta thu nhỏ lại một tí. Cho to cái đường phố ra. Rồi, nhá. Đó, như vậy sân khấu đây nhỉ? Sân khấu chúng ta nhìn vào sân khấu nhá. Nhìn sân khấu đây này. Đó, sân khấu nhá.
Và ở trong trong chương trình, trong sân khấu chúng ta là các bạn đưa ra, các bạn tìm có hình ô tô không nhỉ? Có ô tô không? Chúng ta mô tả ô tô chạy trên trên đường phố. Đây là chúng ta sẽ đưa vào đây hình ảnh cái ô tô. Có ô tô không nhỉ? Hình như là có đúng. Thầy sớt là car ấy thầy. Có city bus ở trên nhà thầy. Có không? Có thầy là car. Ngày xưa bác từng nhìn thấy, bây giờ để bác tìm lại cho bác thấy, ngày xưa từng thấy rồi đấy. Cái phần này, cần, cho con ngựa thôi. Này nó chia, nó không hợp lý như cái cũ. Cái bản 2.0 nó chia đồ đạc rất là hợp lý. Cái này nó chỉ chia là animal people. City bus ở dưới cả thầy. Phần xe à? À đây đây. À đây có hai cái đúng không? Hoặc là convertible 2. Hoặc là convertible, là có chữ city có. Có city bus có. Không có đúng không? Hai cái này đúng không? Rồi một con. Đây là một con đúng không? Thế này có một hình, có một hình thôi không sao? Có một hình thôi. Nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một con thứ hai. Copy sang con thứ hai. Đây con thứ hai. Con thứ hai bây giờ là bác đổi. Con thứ hai đây. Chúng ta dùng lệnh gì ra đổi lại. Đây. Ồ, đổi lại rồi. Được chưa? Như vậy là con này sẽ chạy về phía này, con đang chạy về phía này, được chưa? Chúng ta cho nó về, chúng ta cho nó nhỏ đi một tí đi. Hai con như con này này, con này là con số 1, chúng ta để nó, để nó là 60 đấy. 60 đúng không? 60 80 nhá, 80. Con số 2 để con số 2 để 80. Được chưa? Rồi. Như vậy là con số 1, đây là con số 1 sẽ luôn chạy từ gì? Từ trái sang phải. Và con số 2 luôn chạy từ gì? Từ phải sang trái, được chưa? Bây giờ bài tập bài này như sau này, chúng ta sẽ mô phỏng cho hai ô tô này chuyển động vĩnh viễn. Chuyển động từ con 1 là chuyển động từ trái sang phải, sang lại trái sang phải, cứ như vậy liên tục trên màn hình nhá. Và con số 2 cũng chạy liên tục từ phải sang trái, và chúng ta sẽ là quên mất lại xóa mèo đi. Chúng ta lại cho mèo trở lại đi, hay cho người cũng được. Có người già hay người, hay cho mèo thôi, tôi quay lại con. Ai cũng được nhá. Chúng ta sẽ điều khiển con vật đi qua đường, làm sao để đâm phải cái ô tô đó. Rồi chúng ta sẽ làm nào, chúng ta sẽ điều khiển. Bác tìm lại con mèo nhá. Cho nó mèo, cho nó nhỏ lại, mèo nhỏ lại đây là 60 thôi. Đấy. Mèo đứng ở đây nhá. Và chúng ta là người dùng chuột để điều khiển mèo thật chậm nhanh qua đường để khỏi phải đâm vào hai con này. Nhưng mà đâm vào hai ô tô này là thua. Được chưa? Đó, chúng ta làm bài tập đó nhá. Bây giờ hôm nay bác không kịp làm thì bác làm, bây giờ bác làm cái trước cho con cái phần mà điều khiển ô trước nhá. Còn các con sẽ làm về nhà làm tiếp cái phần là điều khiển mèo, điều khiển bằng con chuột. Khi chúng ta nháy chuột một cái thì mèo sẽ quay về con chuột và chạy về phía con chuột là 10 bước. Cứ như vậy chúng ta điều khiển thật nhanh để nó điều khiển thật nhanh, đi qua đường thật nhanh nhé. Nhá. Bây giờ thật nhanh để cho nó khỏi đâm phải ô tô. Chúng ta có thể tích, chúng ta có thể vẽ thêm ở đây một cái, chúng ta vào nhà chúng ta vẽ thêm một cái đường sang đường nữa. Nhưng mà thôi được. Rồi bây giờ bác làm trình này, bác trình trước cho ô tô trước nhá. Ô tô 1 là chạy từ trái sang phải. Rồi chúng ta làm thử này, rất nhanh nhé. Đây, trái sang phải nhé. Đấy. Vị trí ban đầu ở đây nhé. Vị trí ban đầu là ô tô sẽ nào, ô tô sẽ xuất phát từ vị trí hiện thời là ở đây nhé. Ở bên trái là âm 240 nhé. Y là nằm vị trí đó, được chưa? Và ô tô này nó luôn gì? Nó luôn di chuyển về bên phải, được chưa? Đó nhé. Thì làm như sau này. Ô tô sẽ vào cái vòng lặp là forever và sẽ di chuyển về bên phải nhé, với cái vận tốc nào đó nhé. Dù ta dùng lệnh gì, ta dùng cái lệnh là chuyển x nhé, chuyển x bài 5 chẳng hạn, chúng ta sẽ chuyển 5 nhé. Và nếu mà sang bên phải thì lặp lại nó ấy lại ở bên trái. Chúng ta dùng lệnh gì? Chúng ta dùng lệnh này. Chúng ta dùng cái lệnh là nếu, đúng không? Nếu mà tọa độ của
x gì mà lớn hơn. Đây. Rồi. Nếu mà tọa độ x chỉ của ô tô đó, đây này. Nếu x position của nó mà lớn hơn 240 thì chúng ta sẽ đặt lại cho nó set x gì là từ 240 chứ? Từ 240. Đó. Mà cái ô tô này là nó luôn chuyển động như này là cho chạy thử nhé. Đấy. Này. Sang phải nó quay lại ở bên trái. Chậm thôi, đúng không? Rồi. Vậy chúng ta bây chúng ta làm tương tự như vậy với ô tô ở bên phải, ô tô này đúng không? Chúng ta cô Hà cho có thể copy sang được. Copy sang được, chúng ta làm lại từ đầu. Đây nhá. Copy nhá. Ban đầu nó ở đây. Đấy. Ban đầu là nó ở là 240 ở bên phải và sau đó con vật này nó luôn là chuyển động sang bên trái forever nhá. Đó. Ta dùng lệnh gì? Dùng lệnh là trên x gì? Vẫn lệnh là trên x gì nhá. Là thay đổi là by là trừ 5 chuyển động về bên trái đúng không? Bây giờ là nếu đúng không? Nếu mà tọa độ x của nó mà nhỏ hơn này. Đây. Tọa độ x gì? Nó x gì đây? X position mà nhỏ hơn trừ 240 thì đặt lại cho nó gì? Đặt lại là bằng 240. Đấy, đơn giản như vậy thôi, đúng không nào? Ô. Thằng này không phải 42, nhầm nhá, thằng lùi lại nó phải là này nó nằm ở đây này. Nằm đây là bao nhiêu? Đây là trừ 47. Đấy, nhé. Đấy, chúng ta buông hỏng đây nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ điều khiển mèo nhé. Đấy, điều khiển mèo là nếu mèo mà va chạm phải hai vật này thì là thua. Mèo cứ meo mà thua luôn nhé. Chúng ta sẽ điều khiển mèo này. Chúng ta điều khiển mèo ở đây đó, mèo ở đây nhé. Mèo ban đầu là đứng ở vị trí này nhé, mèo đâu này. Chúng ta điều khiển mèo nhé. Ban đầu mèo sẽ di chuyển tới vị trí này. Đây. Mèo ở đây đúng không? X bằng 0 và y bằng -150. Y bằng -150. Đấy, mèo ở vị trí này này. Đấy, đúng không nào? Đó, và bây giờ chúng ta sẽ điều khiển thôi đúng không? Nếu cứ dùng mà nháy chuột, chúng ta dùng lệnh này này. Chúng ta dùng lệnh gì? Chúng ta vào cái forever mà chúng ta dùng cái lệnh gì? À, chúng ta bắt cái cảm biến là gì? Cảm biến là nháy chuột nhá. Chúng ta nhớ lại này. Đây. Cảm biến là nháy chuột là nếu mà mouse down đây này. Đó. Nếu mà mouse down thì mèo sẽ hướng về con chuột thì mèo sẽ làm sao? Mèo sẽ quay về con chuột, mèo sẽ point in direction về phía con chuột và chạy về phía con chuột, ví dụ là 5 bước chẳng hạn. Đó. Để vào đây nhá. Đó. Chúng ta chạy ra mới điều khiển mèo này. Chạy thử nhé. Đấy. Thật nhanh này. Đấy. Nhưng mà chạm vào tôi thì mèo thua nhé. Ở đây chúng ta cho một lệnh cho mèo nó thay đổi chân cho nó hay nhé. Ở chỗ này là một lệnh lập. Lệnh lập là 4 đi. Và cái này là 2. Mèo. Cho cái lệnh này, nó mới mèo nó mới. Đấy. Được chưa? Đấy. Thật nhanh nhé. Đấy, thật nhanh nhé mấy đứa. Đấy nhé, đó. Bây giờ bài cho làm tiếp tục nhé. Là mèo sẽ phải làm tiếp cái này. Mèo, nếu mà mèo mà thêm lệnh là nếu mèo mà va chạm vào ô tô thì thua. Nhá. Rồi.
Bây giờ chúng ta làm tiếp thì bắt đầu tuần đấy, làm luôn. Nếu này, nếu mà chạm phải, nếu mà sen sinh, nếu mèo mà va chạm phải ô tô, đây nó có hai ô tô mà, ô tô hai mà, đúng không? Đây là ô tô một, đúng không? Đây là ô tô hai, ô tô hai, được chưa? Đó, thì mèo đây, đúng không? Bây giờ nếu này, đây. Nếu mèo mà chạm phải ô tô này, đúng không? Sen sinh. Nếu mà chạm phải ô tô 1 thì sao? Cái gì? Ô tô 1 thì thua. Đấy thì kêu meo meo vào. Mèo kêu meo meo này. Kêu meo meo vào thua luôn và stop on. Yeah. Và stop on. Tương tự như vậy với ô tô 2. Đây tôi để vào đây nhá, nếu này. Đó. Đó. Đúng không nào? Nếu chạm ta bấm lên chạm ô tô 2 này. Đấy. Nếu chạm ô tô 2 thì cũng thua luôn. Đó. Đấy nhá. Ta chạy thử lại này. Yeah. Qua luôn không thì nó thua mất này. Đấy, thua mất rồi, đấy, thua mất rồi. Đấy nhá. Nó chạy được à? Không stop on được à? À, chưa có lệnh là stop on đúng không? Phải có lệnh stop on đã. Ta vào control và cái lệnh là stop on. Đây. Nếu mà gặp ô tô 1 thì thua, gặp ô tô 2 cũng thua luôn. Đó. Nhá. Nào chạy thử nào. Nào nhanh lên này. Đấy, thua luôn. Nhá. Rồi. Chúng ta dừng ở đây nhá. Bây giờ các bạn ghi bài này là bài số cuối cùng hôm nay là bài bao nhiêu? Thầy, thầy ơi. Ơi. Thế để cái start sound mute là nó nói nó chưa kêu hết thì nó lại bị stop on rồi nên thầy để là start thầy để thêm cái chữ until dawn vào sau cái chữ mute đi thầy. Hoàn toàn đồng ý. Thêm vào cái chữ là play sound until dawn đúng không nào? Nó sẽ hay hơn. Đồng ý hoàn toàn đồng ý luôn nhá. Bỏ cái này ra này. Bỏ cái này vào đây này. Hả? Cái này bỏ ra. Đồng ý luôn. Hoàn toàn chính xác. Chắc kêu mèo mèo cho nó hay đúng không nào? Đấy, thua rồi, hết rồi, không chơi nữa rồi. Nha, thôi. Về nhà làm tiếp tục nhá. Đó. Bài này là bài 12. Ghi lại bài 12. Thôi, chúng ta dừng ở đây nhá. Thôi. Ừ. Con chào thầy. Con nhà thầy. Cảm ơn thầy. Con chào thầy. Con chào thầy. Chào thầy nha. Con chào thầy. Ơi bye thầy. Thầy. Con bye. Đây. Xong. Oh, I'm fine.